thế như là có gì đấy mà ai chỉ dạy cho mình để mình làm cả cái gì để mình bộc lộ ra. Khi mà em về nhà thực hành như thế, em đặt nhà lên cái năm đầu em dẫn cái là có người hầu như là chỉ dẫn cho mình. Rồi đầu tiên thì mình đầu tiên thì bắt đầu là mình dung tập người đánh vào các việc, rồi sau mình thấy là mình nhìn thấy con nước rồi các thứ. Sau đến buổi thứ hai thì bắt đầu là mình thấy là thư giãn kiểu như là về âm nhạc, các điệu múa hoặc là bài hát rồi của các nước, từ đầu tiên là từ Trung Quốc, sau đấy là đến Ấn Độ, rồi đến Ai Cập. Đấy, thì em thấy nó lại không hiểu sao mà cứ dẫn dắt mình rồi đấy, phải mình làm hết cả cơ thể của mình. Khi mà mình bảo nó rơi trong thái vô thức thì mình không hiểu như thế nào, nhưng mà em thấy là nó rất là tốt. Nó kết hợp hai cái với nhau, nếu như mình mà học được cái này nó rất là hiệu quả. Khi mình chữa bệnh cho ai là mình chuyển sang người khác, khi mình làm như thế, khi mà mình rất là nóng rất là phừng lên, và mình biết cái năng lượng nó về rất là nhiều. Như từ cái em ngồi đây thì mọi người cho mặt nó rét, nhưng mà nó nóng hay là nóng mà mặt em đỏ lên, từ vì em thấy mặt em rất là đỏ. Hôm qua thì mình tự chữa thì cả mình chân ấy, nếu như mà chân mà mình ngồi thì mình chữa rất là khó. Nhưng mà nếu như mà hôm qua mà em nằm như này mà chân em một chút rơi thì không rơi được thẳng như này luôn. Thế nhưng mà hôm qua em làm như nào mà em chả hiểu sao cái chân em dơ dần là chân người đầu chân em chạm vòng qua đầu, em sẽ cởi rất là lâu, nó trở nên nhất cho nó đúng không? Em bác sĩ cũng sợ uống luôn. Và em nằm dưới chân em, hai chân em đan vào nhau như này, em bật dậy em ngồi như này rất là ngon. Em bật dậy em sợ uống và em nằm xuống như này. Mình vô thức mình làm hết. Và em về nhưng mà em dậy là em nhớ được hết tất cả các em làm. Thế nên em không hiểu như thế nào, xong bắt đầu chân em đá lên rất là cao. Nếu như mà mọi người học thì phải đan chân vào nhau như này rất là khó, như là hai cái chân đan như này. Thế nhưng mà chân em đan được hết vào nhau thì mà cái tay của mình nó có quá hay là nó làm gì không? Chân của chân này, vâng. Tay mình có rồi làm tất cả những cái này, vâng. Và tay mình như này, nhưng mà tay mình nó nắm như này nha, như này, cái này nắm như này, như mình vặn vào nhau như này, vặn nhau như mình chặt như này, cái tay mình nắm chặt như này, nắm chặt như này và bắt đầu như này mình tập thẳng vào chỗ như nào, thì đấy là nguồn gốc của mình. Nghĩa là cái tay mình nó vuông vậy, xong nó đặt vuông chỗ nào thì cái chỗ đấy là chỗ đau của mình. Dạ vâng. Ok. Rồi mọi người đang chứng kiến đó một cái phần chia sẻ của chị Tuyết. Chị Tuyết đang thực hiện cái bài tập đó là dung tập thư giãn. Và cái tác dụng của dung tập thư giãn đó, thứ nhất là làm cân bằng cơ thể. Đó. Thứ hai là làm cho cái cơ, cái xương của mình đó nó siêu hẳn ra. Đó. Và đặc biệt đó, là khi mà rung động thư giãn mà tốt đó, thì nó sẽ chuyển sang một cái liệu pháp nó gọi là rung động massage. Và cái rung động này đó là chính là những cái vũ điệu, những là cái bài múa, đôi khi là những cái động tác của cơ thể đó, nó tương tác vào thẳng những cái khu vực mà lại là cái khu vực bị đau của mình đó. Và những cái tương tác như vậy đó, đó là cơ thể mình nó tạo ra cái vũ điệu và nó có khả năng tự chữa cho mình đó. Và cái tự chữa này đó, nó đến từ cái cảm nhận của cơ thể mình. Và đôi khi đó là chị Tuyết có thể cảm nhận được là có ai đó hướng dẫn cho mình không, đúng không? Thì thực ra đó là mình cảm nhận được, nghĩa là cảm nhận được những cái xạ trong vũ trụ đó, và những cái xạ đó nó mang thông tin, và những cái thông tin đó, đó thì có thể là nó mã hóa qua âm thanh giúp cho chị Tuyết cảm nhận được như ai đó đang nói bên tai mình đó, và hướng dẫn, và mình cứ làm theo những cái sự hướng dẫn đó. Thì khi mà mình tập luyện đó, thì nó có thể là nó sẽ hơi mòn một chút, nó hơi mất cầu một chút, nhưng mà mình thấy là những cái động tác đó nó tương tác vào đó, nó giống như là ai đó bấm huyệt cho mình, và đấy là một cái quá trình mà rung động thư giãn nhất giúp cho bạn tự chữa bệnh. Thank you.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.